Theo đó, tờ NU.nl của Hà Lan mới đây đã tiết lộ cách huấn luyện viên Andre Jonker thu thập thông tin về đội tuyển nữ Việt Nam để chuẩn bị cho cuộc đối đầu của hai đội tại World Cup 2023. Còn nhớ vào tháng 10 năm 2022, sau khi có kết quả bốc thăm chia bảng, vị chiến lược gia này từng thừa nhận không biết nhiều về tuyển nữ Việt Nam, tuy nhiên cũng nhấn mạnh ông và các học trò không thể đánh giá thấp đối thủ. Huấn luyện viên Andre Jonker thận trọng chuẩn bị cho chiến dịch World Cup và dành sự quan tâm lớn tới tuyển nữ Việt Nam, đối thủ còn bí ẩn với ông. Và để có được thông tin về thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung, huấn luyện viên Andre Jonker đã quyết định cử người đến trực tiếp xem trận đấu của đối thủ. Tờ NU.nl tiết lộ, Việt Nam nằm ở phía bên kia địa cầu. Hầu hết các cầu thủ đều thi đấu tại giải vô địch quốc gia trong nước và những người liên quan đã không thống nhất được việc lựa chọn cách tìm hiểu đội bóng này trong nhiều tháng. Đến tận tháng 4 vừa qua, ban huấn luyện Hà Lan mới có cơ hội nhìn nhận tốt nhất về đội tuyển nữ Việt Nam khi đối thủ này tham dự vòng loại Olympic Paris. Chuyến làm khách đến Nepal của tuyển nữ Việt Nam có một vị khách đặc biệt dõi theo. Đó là Malin Wissing, người khi ấy là tuyển trạch viên quốc tế của Liên đoàn bóng đá Hà Lan. Ông ấy đã thực hiện hành trình gần 7.000 km, từ quê nhà bay tới thủ đô Kathmandu của Nepal để xem đối thủ tại bảng World Cup nữ 2023, đội tuyển nữ Việt Nam. Khi trở về, Wissing đã chia sẻ những cảm nhận của mình về đội tuyển Việt Nam. Đó là một đội bóng có chất lượng, bạn không nên đánh giá thấp họ, huấn luyện viên Jonker nói, đồng thời cũng cảm thấy ngạc nhiên vì tuyển Việt Nam chỉ xếp thứ 32 thế giới. Đội tuyển nữ Hà Lan đang nắm trong tay quyền tự quyết cho tấm vé đi tiếp. Đến cuộc họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên Jonker đã đưa ra những đánh giá tích cực về đội tuyển nữ Việt Nam và thể hiện sự quyết tâm chuẩn bị cho cuộc đối đầu hấp dẫn tại World Cup 2023.